Xin chào toàn thể anh em thợ ong. Video ngày hôm nay nên cho anh em thợ ong cái mẫu dòng sản phẩm ống nhòm Nikon Monax M7. Có thể nói là cái dòng sản phẩm này thì anh em thợ ong đi săn cực kỳ là nhiều, và phiên bản này thì nó là phiên bản mới nhất năm 2024 anh em nhé. Đối với dòng phiên bản này thì em quay cho anh em luôn về cái mã hộp của sản phẩm ống nhòm để cho anh em xem video. Khi mà anh em nhận hàng thì nó sẽ có một cái mã của ống nhòm ở bên hông như thế này. Đó, sẽ có mã số đầy đủ cho anh em luôn nhé. Hàng tất cả sẽ là hàng mới và sẽ có bảo hành 2 năm. Anh em thợ ong nhận hàng và sẽ được bóc hàng và kiểm tra thoải mái. Đó, đây là cái dòng sản phẩm có thể nói là anh em thợ ong mua rất là nhiều luôn, bởi vì là đi săn ong nó nét và hình ảnh thì nó sáng, nhìn ong cực kỳ là dễ. Cái dòng Nikon Monax M7 này thì đợt trước shop thì về rất là nhiều, 30-40 chiếc. Bây giờ thì hiện tại trong kho em thì còn khoảng độ tầm hơn một tí thôi, khoảng độ tầm 12-13 chiếc nữa để phục vụ cho anh em thợ ong. Và em sẽ lên video vào giá luôn cho anh em. Nói chung là với phân khúc giá khoảng độ tầm hơn 11 triệu một tí thì anh em có một cái dòng sản phẩm Nikon Monax M7. Phiên bản này là phiên bản mới nên là anh em cứ yên tâm. Dùng M7 từ xưa đến giờ thì nó hình ảnh nó nét rồi, và đặc biệt là những anh em thợ ong nào mà đi săn ong chuyên nghiệp thì rất là nhiều anh em thích cái dòng Monax M7 này. Em sẽ bóc ra cho anh em 3 chiếc này để review cho anh em chi tiết và cụ thể nhất nhé. Phụ kiện của Nikon thì sẽ bao gồm một cái quay đeo, rồi là sẽ có thêm cả một cái túi đựng như thế này. Anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm này Nikon Monax M7 thì liên hệ sớm cho em mình anh em nhé. Và hotline của em là 0347808219 để liên hệ đặt hàng. Đây, phiên bản Nikon Monax M7. Hiện tại thì trong kho em còn khoảng độ tầm 12 chiếc nữa thôi. Em bán đi cực kỳ là chặn với cái dòng Nikon Monax M7 này, và gần như là nó rất là nhanh hết hàng anh em ạ, bởi vì là có rất là nhiều anh em mua để đi săn ong. Đấy, đặc biệt là những cái loại ong nhỏ như là ong mật. Đấy, ong mật thì nhìn con Nikon Monax M7 này thì nhìn cực kỳ là chi tiết và hình ảnh rất là sắc nét luôn. Đấy, phiên bản này thì trường nhìn là 6,9 độ anh em nhé, trường nhìn lên tới 6,9 độ, trường nhìn rất là to. Thì nếu như mà anh em nào mà mắt yếu chơi cái dòng Nikon Monax M7 này thì cũng rất là chuẩn này, hình ảnh sắc nét và cho anh em đi săn ong trải nghiệm ong thì cực kỳ là tốt. 10x42 anh em nhá, phiên bản Nikon Monax M7 này cho anh em này. Đấy, mức giá là hơn 11 triệu một tí thôi. Bảo hành 2 năm, anh em nhận hàng và kiểm tra bao test thoải mái cho em. Kính của Nikon thì nó sẽ được lấy từ kính của những cái con máy ảnh anh em nhá, nên là cái chất lượng hình ảnh nó cực kỳ là nét. Và Nikon thì nó phát triển từ những cái máy ảnh nên là khi mà anh em đi săn ong thì cái chất lượng hình ảnh cho ra thì rất là sáng, nó sáng tự nhiên anh em nhé, và hình ảnh nó rất là thật. Cốp mắt thì rất là to và êm này. Nó sẽ có dòng chữ Nikon Monax M7 phiên bản mới nhé, và ở dưới thân thì sẽ có mã số của ống nhòm. Khi mà anh em nhận hàng thì anh em sẽ bóc hàng và anh em sẽ kiểm tra cho em cái mã số của ống nhòm ở dưới thân như thế này. Kính đây, nó nắp đậy đầy đủ cho anh em, sẽ có logo của Nikon của nắp đậy này. Đó, hai nắp đậy thì sẽ có đầy đủ logo của Nikon anh em nhé. Đó, kính thì được thiết kế là kính trong, và thân thì sẽ là thân magie. Đó, thân cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn cho anh em, đầy đủ chống nước anh em nhé. Dòng này là dòng sản phẩm cao cấp của Nikon rồi nên là anh em cứ yên tâm thì sẽ có chống nước 100%, bảo hành 2 năm, anh em nhận hàng bóc hàng kiểm tra thoải mái một con hàng mới cho em. Đấy, một con hàng mới, hàng chuẩn anh em nhé. Anh em nhận hàng kiểm tra sẽ có đầy đủ cho anh em túi đựng này, túi đựng của Nikon, rồi là quai đeo. Đây, sẽ có quai đeo đầy đủ nhá. Những em thợ ong thì phải nói là những anh em mua rất là nhiều những cái phiên bản Nikon Monax M7 này về để đi săn ong, và mức giá là sẽ giao lưu cho anh em là hơn 11 triệu một tí để giao lưu với anh em. Đó, phiên bản Nikon bản mới nhất năm 2024, anh em nào cân đối và quan tâm đến dòng sản phẩm này để đi săn ong, săn ong mật, ong khoái, ong bò vẽ hay là ong đá, ong cắt lá đều được anh em nhá. Liên hệ sớm và cho em mình qua hotline là 0347808219 để liên hệ đặt hàng. Cảm ơn anh em rất là nhiều.